Chào các anh chị. Trên group của tôi có cái công thức tính thuế thu nhập cá nhân bằng hàm sum. Thì ở trên này tôi có công thức các anh chị và các bạn đọc không hiểu và có rất là nhiều phản hồi lại với tôi tại sao là nó là như vậy như vậy như vậy. Thì để làm rõ công thức này thì tôi sẽ hôm nay tôi sẽ cho anh chị là cái ví dụ để mô tả công thức này để anh chị hiểu nguyên lý của nó và các anh chị có thể vận dụng theo. Thì công thức đây là công thức tính thuế thu nhập cá nhân mà nó cảm thấy là nó cũng cũng như gần gần như là ngắn nhất rồi các anh chị ha. Sử dụng công thức sum thì bây giờ tôi sẽ hỗ trợ anh chị hiểu công thức này nha. Ở đây cái đây là cái bảng bảng tính thuế thu nhập cá nhân mà mình phải chịu. Thì ở đây tôi sẽ hỗ trợ anh chị xem từ cái bảng này tôi sẽ đưa ra từng phần phân tích từng phần nhỏ. Ví dụ ở đây tôi thu nhập của tôi là 4 triệu thì tôi lấy 4 triệu tôi nhân 5%, đó là tiền thuế đúng không chị? Tiền thuế thuế là 4. Ở đây 9 triệu thì tôi lấy là 5 triệu tôi nhân cho 5% cộng cho 4 triệu nhân 10% là ra tiền thuế. 13 triệu thì tôi lấy 5 triệu tôi nhân cho 5% cộng 5 triệu nhân 10% cộng cho 3 triệu nhân cho 15%. Tương tự như vậy 20 triệu thì tôi lấy 5 triệu tôi nhân 5% cộng cho 5 triệu nhân cho 10% cộng cho 8 triệu nhân 15% và cộng cho 2 triệu nhân 20%. Đây là những cái mức mà các anh chị dựa vào bảng các anh chị thấy. Rồi, từ cái đây là cái thu nhập của anh chị, đây là thu nhập. Sau khi mình có thu nhập xong các anh chị có mức thuế thì ở đây tôi phân tích cho anh chị xem vào phân tích một ha. Thì ở đây 4 triệu tôi lấy là 4 triệu nhân 5% bình thường ha, tôi phân tích rất là đơn giản chỉ tách ra thôi. 5 triệu nhân 5% tôi ghi lại là 5 triệu nhân 5%, 4 triệu nhân cho 10% tôi tách đôi ra nó là 4 triệu nhân 5% cộng 4 triệu nhân 5% ha. Tới chỗ này các anh chị thắc mắc gì không? Không, ok đúng không? Rồi tương tự ha, tương tự ở đây 13 triệu thì tôi lấy là 5 triệu nhân 5% tôi ghi lại là 5 triệu nhân 5% tôi ghi lại. 5 triệu nhân 10% tôi tách ra là bằng 5 triệu nhân 5% cộng cho 5 triệu nhân 5%. Tôi tách ra là 5 triệu nhân 10% này. Ở đây là 3 triệu nhân 15% tôi tách làm 3. 3 triệu nhân 5% cộng 3 triệu nhân 5% cộng 3 triệu nhân 5% tôi tách ra. Anh chị thấy dễ hiểu không? Rồi tương tự. Ở đây tương tự như 5 triệu tôi nhân 5 triệu nhân 5%. Ở đây là 10, 5 triệu nhân 10% tách ra là 5 triệu nhân 5% cộng 5 triệu nhân 5%. Được chưa? Ở đây tương tự như vậy tôi tách ra chị 8 triệu nhân cho 15% tôi tách làm 3 lần 5% và 2 triệu nhân 20% tôi tách làm 4 lần 5%. Được chưa? Rồi, tương tự sau khi mình phân tích xong nha, sau khi mình phân tích xong thì ở đây các chị coi nha, tôi sẽ gom nó lại. Delete nó đi. Rồi, ở đây 4 triệu là tôi đỡ bình thường, 4 triệu đỡ bình thường. Bây giờ này ha, 4 triệu là bỏ 4 triệu nhân 5% đỡ bình thường là gì? 5 triệu nhân 5% cộng 4 triệu nhân 5% tôi gom hai này lại. Hai này là thành như ta? 9 triệu nhân 5%. Các anh chị tự gom nha, đây là gom lại 5% thứ chung thôi. 5 cộng 4 còn 4 triệu nhân 5%. Vậy thấy không? Được chưa? Rồi, tương tự như là cái này 5 triệu này, 5 triệu này tôi cộng cho 5 triệu nhân 5% này tôi gom 3 lại 3 triệu này là ở đây nó sẽ còn lại cho tôi là 13 triệu nhân 5% tương tự ở còn lại một số 5 triệu này anh chị còn 5 triệu này. Ở đây còn một cái 5 triệu nhân 5% cộng cho 3 triệu nhân 5% là 8 triệu này và còn cuối cùng là 3 triệu gì ha. Tương tự như 20 nha, 20 là tôi sẽ gom này 1 năm này ha, 5 10 ở đây là 18 và 2 là 20 một lần. Ở đây năm hết rồi, đây còn 5, 5, 8 là 13, 13 với 2 nữa là 15, 15. Còn đây là 8 với 2 là 10, 10 triệu cộng 2 triệu nhân 2%. Thì ở đây á, là tôi tách ra tôi gom từng phần lại thì ở đây á, tôi đặt lại 4 triệu nhân 5% cộng với 9 triệu 9 triệu nhân 5% cộng 13 cộng 8 cộng 13 cộng 8 cộng 3 5 nhân 5% và 20 cộng cho 15 cộng cho 10 cộng cho 2 nhân 5%. Đây là công thức của mình ha. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích công thức này sau. Thì sau khi làm xong á, từ cái hồi nãy mình hiểu á, thì từ cái bảng chỗ này này tôi đưa ra cho anh chị cái bảng cân đối y chang ban nãy. Anh chị cân đối à,
Ví dụ ha, tôi làm ha, tôi thử nha. Bằng đầu tiên nếu chúng ta 4 triệu đúng không? Tôi là 4 triệu đây, 1 1 2 3 1 2 3. Ok. Đây là số 4 triệu nè các anh chị. À đây là số 4 triệu nha, đây là số 4 triệu nha. Bằng được chưa? 4 triệu ha, 4 triệu nha, 4 triệu ha. Tôi nhân cho, tôi trừ cho ha, tôi trừ cho ha. Đầu tiên là tôi trừ cho số 0 này ha. 0,5 triệu. Số 0,5 là 4 triệu là nó mức, nó mức như nó phần trăm là nhân cho 10,16. Được chưa? Ở đây tôi lấy là này 4 triệu này là tôi trừ, đầu tiên tôi trừ cho số số gì ta? Tôi trừ cho số 0 là còn 4 triệu ha. Tôi trừ cho 0 đây dưới 5% số 0 rồi. Trừ cho 0 nhân cho 10,16. Ở đây á, là mình nhân cho bao nhiêu phần trăm đó? Mình nhân cho 5%. Ha. Nhân cho 5%. Thì xin ta. Thì nó sẽ ra cho 2 triệu đồng. Có nghĩa là gì? Ở đây là mình lấy 4 triệu nha, mình trừ cho 0 này, mình trừ cho 0 nó thu nhập dưới 5% mà là nó trừ cho 0 ha, mình nhân cho 5%. Được chưa? Nó thu nhập dưới 5 triệu mà là nhân cho 10,16 anh chị ha, 10,16. 10,16 là mình năm là hàng trăm ngàn, lát nữa từ từ anh chị hiểu tại sao nhân 10,16. Rồi, ví dụ ở đây tôi xài là 9 triệu. À 9 triệu nha. 9 triệu này. Thì ở đây á, nó sẽ ra sao? 9 triệu là 0 này ha, phải 5. Thì cái công thức này nè anh chị, công thức này này ha, công thức này nó sẽ làm như sau. Nó sẽ bằng này 9 triệu trừ cho 0 bằng 9 à trừ cho 0 nha. Rồi, nó là bằng như ta, bằng 9 triệu trừ 0 là 9 trừ 9 ha, 9 triệu ha. Rồi 9 triệu trừ cho 5 triệu nó sẽ bằng là 4 triệu. Nó sẽ bằng hai số, nó sẽ bằng hai số. 9 triệu và 4 triệu và sau đó nó nhân cho bao nhiêu phần trăm ta? Nó nhân cho 5% ha. 9 triệu và 4 triệu là nó bằng là 9 triệu bao nhiêu là 9 triệu nhân cho 5% mà cộng cho 4 triệu nhân 5% ha, nó bằng 9 triệu nhân 5%, nó bằng này 9 triệu này ha, nó nhân cho 5% này cộng cho là 4 triệu này nhân cho cộng cho 4 triệu này ha, 1 1 2 3 1 2 3 nhân cho 5% nó sẽ bằng là số của mình là bằng 6,5 gì, ok không này, phải đúng phải bằng 6,5 không nha. À khoan, ở đây à, ở đây á, mình phải sử dụng hàm sum nữa mình tính tổng lại à, sum nữa mình tính tổng lại nó mới ra 4,5 cho mình à, 6,5 cho mình ha. À, rồi tương tự ở đây á, mình xài nha, mình xài là 13 triệu ha, 13 triệu nha. 13 triệu thì nó là trên mức 10% đúng không, là phải 10. Thì ở đây á, tạm thời mình khoan hãy hàm sum nha, bỏ hàm sum ra đi. Cần cho xin tờ. Rồi ở đây tôi phân tích cho anh chị xem nha. Nó sẽ ra như thế này, nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ lấy là 13 triệu nó trừ cho 0 là bằng 13 triệu ha, bằng 13 triệu nè, 13 123 123. Rồi sau đó nó lấy 13 triệu nó trừ cho 5 triệu ha, là bằng bao nhiêu triệu ta? Là 8 triệu ha. 8 triệu là 1 123 123. Rồi nó lấy 13 triệu nó trừ cho bao nhiêu phần trăm, nó trừ cho bao nhiêu, nó trừ cho 13 triệu 1 123 123. Và sau đó nó nhân cho tất cả này là nhân cho 5% bằng cái này nhân cho 5% thì nó ra là số như vậy ha. Và sau đó mình sum lại nó sẽ ra cho mình là bằng là 1,2 triệu. Nếu mà cái công thức này ra 1,2 triệu làm chính xác ha, mình thử nha, sum thử nha, sum ở đây cho mình 1,2 triệu này. Ok, ví dụ mình xài 20 triệu nha, 20 triệu. À, 20 triệu thì nó sao? Ở đây 20 triệu nó vượt qua mức 4 rồi ha, ở đây là phải số 18. Cần cho xin enter. Thì ở đây đúng nó ra như vậy không nha, tôi thử nha, tôi thử anh chị công thức này xem sao. Ở đây là 20 triệu là đầu tiên là số này là số 20 triệu. 20 triệu nha. Và 20 triệu nha, là nó 20 triệu trừ 0 là 20 triệu này, ở đây là 20 triệu trừ cho 5 là còn 15 triệu. 20 triệu trừ cho 10 là còn 10 triệu. 20 triệu trừ cho 18 triệu là còn 2 triệu. Và sau đó nó sẽ tất cả là đều nhân cho 10%, 5%. Và sau khi làm xong đó, nó sẽ cho mình là 2 triệu 3, đáp số mình là 2 triệu 3. Có nghĩa này cái thằng này là nó lấy nó trừ từng cái ha. À, anh chị thấy không? Này chẳng qua này, ở đây là 4 triệu này thì nó chẳng qua nó lấy 4 triệu nó trừ cho 0, nó ra 4 triệu. Còn 9 triệu thì lấy 9 trừ 0 là 9 và sau đó 9 trừ 0 là 9 trừ 5. À, 9 trừ 0 là 9 nè, cộng cho 9 trừ 5 là như ta? 4 là 13. Y chang đúng không? Và tương tự như vậy ở đây này, 13 đúng không?
13 nó đánh là 13 trừ 0 là 13 này, 13 trừ 5 là còn 8 này, 13 còn 8 à, 13 trừ 10 là 3 này, 3 này cộng lại 21, được chưa? Tương tự như 20, 20 thì lấy 20 trừ cho 0 là 20, 20 trừ 5 là 15, 20 trừ cho 10 còn 10 và 20 trừ 8, 20 trừ 18 còn 2, được chưa? Rồi sau khi làm xong như thế này ở đây á, nhưng mà cái vì cái công thức của mình là số mốc nên là mình phải đỡ là 18 hay 32 phải 52 mà phải bao nhiêu nữa ta, phải bao nhiêu ta quên rồi ta, phải 80. Ở đây mình có số mốc mà mình phải có số mốc thì mình phải làm số mốc anh chị ha. Nhưng mà ở đây á, số mốc của mình ở đây nó sẽ ra những số âm ha, vì ở đây máy tôi nhấn F9 không được anh chị, đang cài cái thằng Camtasia nên nó không sử dụng F9 được. Ví dụ chỗ này là 20 nha, thì công thức này nó sẽ tới, nếu trừ chỗ này nó sẽ bị âm, là trừ tới 52 thì bị âm, bị sai. Ở đây nếu mà mình xài công thức là 80 90 triệu thì hợp lý, công thức là chính xác đúng 100%, nhưng mà dưới 90 triệu thì sẽ bị số âm. Thì chỗ này nè, mình đừng có cho cái số âm nó lấy, mình đừng cho số âm nó lấy. Thì chỗ này mình sẽ sử dụng cái hàm gì anh chị biết không, hàm test, để mình làm sao ta, hàm test chỗ này này để mình không lấy những số âm, anh chị hiểu nha, hàm test chỗ này để mình không lấy những số âm nha. Ở đây mình không lấy số âm, mình xâm lại nha, ở đây là test nha, t e x t, ok chưa? Rồi chỗ này anh chị phải, anh chị chỉ lấy số gì ta, phải anh chị lấy số gì ta, anh chị chỉ lấy số 0 thôi nha, 0 à, những số nào mà số âm anh chị cũng bỏ thành số 0, thì ở đây anh chị định dạng số này, những số nào âm anh chị cũng lấy số 0 à, được chưa? Rồi các anh chị có thể là nhân 5% bên ngoài cũng được, không vấn đề gì à, ở đây là nhân 5% bên ngoài test đúng không, anh chị nhân cho 5% bên ngoài thì nó cũng ra. Ở đây anh chị ha, ở đây là mình lấy F này, trừ là những số nào là số âm là mình không lấy số âm là sao ta, cái công thức test này ở đây là định dạng số bình thường, bỏ số âm à, cần cho enter à, đây sai chỗ nào ta, tôi khoe à, F10 test của thằng này à, nhân cho 10 mũ 6 à, phải nhân 10 mũ 6 ha à, phải đúng rồi, không ok, đang test thằng này, nguyên cái đống này nhân cho 10 mũ 6 và sau đó lấy này trừ cho đống này à, lấy này trừ đống này à, mà ở đây á, mình sử dụng hàm test, mình không có lấy số âm, bỏ số âm đi và sau đó mình sao ta, bỏ âm đi đã ra hàm test xong, mình nhân cho 5% và sau đó xâm lại, thì ở đây là công thức như vậy là chính xác à, chính xác 100%, được chưa? Rồi à, tôi copy công thức này, anh chị cần xem nha, tôi copy công thức này, tôi dục qua cái công thức này, thuế nó thử hợp lý không. Ở đây á, F11 thì mình sử dụng là A11 ha, ở đây là có cái bài mẫu, cái đáp số mẫu, cần cho xíu enter thì tôi kéo xuống, nó có hợp lý không, ok không? Như vậy á, các anh chị thấy không, nó rất là hợp lý ha, rất là hợp lý ha. Quan trọng là cái bước anh chị phân tích này nè, quan trọng là bước anh chị phân tích này nè, sau khi anh chị phân tích ra nó sẽ ra được như thế này ha, nó ra được như thế này và từ như thế này á, các anh chị mới để nó ra. Đầu tiên á, tôi lỡ lại cái này ha, cần cho xíu enter. Ở đây á, các anh chị suy nghĩ là mình lấy cái ví dụ là 9 triệu thì mình lấy 9 triệu mình trừ cho 0 nó sẽ còn là 9 triệu. Mình lấy 9 triệu mình trừ cho 5 nó sẽ còn là 4 triệu, 9 cộng 4 là 13, nó sẽ nhân 5%. Còn những cái nào mà trừ không được á, là nó mức của mình là có 7 mức mà mình trừ không được á, làm nó sẽ bị lỗi. Nên là mình sẽ tham gia, mình sẽ bảy lỗi hàm test này, để những thằng nào lỗi á, những thằng mà số âm á, thì nó sẽ không có lấy, nó không có lấy giá trị à, à số âm không lấy giá trị nha. Rồi tương tự như vậy các anh chị coi nha, cái thằng à, ví dụ là thằng à, 13 triệu thì nó lấy 13 triệu nè, 13 triệu nha, nó sẽ trừ cho 0 là nó ra số 13, 13 trừ cho 5 nó sẽ ra là 8 và 13 trừ cho 10 nó sẽ là 3, là tổng cộng 3 cái này mình nhân cho 5% à. Còn những cái phần hành test này là mình bảy lỗi số 0 mình không có lấy nha anh chị. Tương tự như 20 triệu này thì nó lấy 20 triệu nó trừ cho 0 này, nó sẽ bằng bao nhiêu ta, 20 triệu nó ba trừ cho 5 này bằng 15, 20 triệu nó trừ cho 10 còn 10, 20 triệu nó trừ cho 18 còn bao nhiêu ta, còn 2. Và sau khi nó làm xong, nó tính khúc này à, mình dùng hàm test là mình để mình bỏ cái số 0 số âm luôn anh chị ha. Ở đây là nhân 5%, thì ở đây tôi hướng dẫn cho anh chị tới như đây, các anh chị có thể là xem đi xem lại vài lần thì các anh chị hiểu, nhưng mà mục đích chính là các anh chị muốn hiểu rõ thì các anh chị phải từ chỗ này này, anh chị phân tích ra.
anh thích phân tích nào, mà làm sao mà từ cái chỗ này là anh chị phân tích ra được số này này là anh chị đã hiểu 90% rồi. Làm sao để phân tích như vậy là hiểu 90% nha, làm sao từ số này ra số này và làm sao từ số này ra số này này là anh chị đã hiểu 90% rồi. Còn áp dụng công thức này cũng không có khó đâu anh chị ha, không khó đâu. Mình lấy số mình từ từ từng cái số, từng ra cái số này, đây là một cái dãy số, mình lấy một cái con số này mình trừ cho một dãy số và sau đó mình sum lại, không là không này nhân với 116, 5 nhân 116 là hàng trăm ngàn anh chị, là 5 nhân 116 là 5 triệu ha, 10 nhân 116 là 10 triệu anh chị ha. Rồi ở đây là mình lấy mình trừ cho từng danh sách từ con số, trừ danh sách từ con số, nếu mà số âm á mình định mình sẽ sử dụng hàm test rồi mình bỏ số âm đi ha, nó chuyển cái số, chuyển cái gì đó cái số sang cái chữ nhưng mà không lấy những số âm. À, thông cảm là máy này đang cài Camtasia, tôi không có sử dụng F9 để cho anh chị thấy được, anh chị thấy được cái áp số nó. Rồi sau đó mình nhân cho 5% và sau đó sum nó lại. Rồi chúc anh chị làm bài tốt, chào anh chị nha.